còn gặp phải những khó khăn. Antonio vẫn còn. Kessler không có bàn thắng cho các cầu thủ chủ nhà trong một tình huống phản công rất lợi hại. Ở trận đấu này thì câu lạc bộ Sài Gòn đã chờ đón sự trở lại của tất cả những cầu thủ quan trọng nhất. Hàng công của câu lạc bộ Sài Gòn rất mạnh. Pha ngăn cản của Huy Hoàng đối với Kessler. Tạt bóng rất chính xác. Pha bóng hay của cầu thủ Sóc Lam. Vẫn còn. Lưới của Sài Gòn FC đã rung lên. Cho dù đó là một tình huống mà Tấn Trường đã đầy nỗ lực và cố gắng, nhưng khi hàng phòng ngự của đội chủ nhà chơi không tốt thì lưới của đội chủ sân Thống Nhất vẫn bị rung lên trong niềm vui khó diễn tả thành lời của các cầu thủ bên xứ Nghệ. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống làm tường cực hay của BFB. Cú đá của Quang Tình không thể đánh bại được Tấn Trường, nhưng sau đó độ càn lướt của BFB đã giúp cho anh có bàn thắng mở tỷ số. Đây vẫn là một Sài Gòn FC rất chờ đợi từ tình huống đá phạt góc này. Nguy hiểm. Đúng là Sài Gòn FC rất chờ đợi từ những tình huống cố định như vậy để có thể có được bàn thắng. Và họ đã tận dụng thành công với cú đi đầu chính xác của Trọng Phú. Như chúng tôi đã dự cảm về không có ai theo sát đối với Trọng Phú, và từ một tình huống pha bóng Kizito đã chủ động hơn. Kizito, Antonio Carlos đang đá giãn sang biên phải. Cú đánh đầu hiểm hóc quá tuyệt vời. Đó là một pha đánh đầu quá tuyệt vời của Đặng Văn Robert. Tỷ số là 2-1. Sài Gòn FC với những sự điều chỉnh cần thiết và sự hợp lý và tính hiệu quả đã nhìn thấy rõ. Antonio Carlos thực hiện cú chào bóng chính xác, nhưng phải nói rằng đây là một pha đánh đầu. Abbas đánh đầu. Một áp lực thực sự và cơ cho đội bóng trắng. Cú đá rất đáng tiếc của Hector. Cú tạt bóng của Âu Văn Hoàn. Một tình huống tạt bóng rất vừa tầm. Và nếu như đứng trong khu thành của Sài Gòn FC không phải là một người có chiều cao tốt cũng như là bắt bóng hùng tốt như trong trận đấu bù ngày hôm nay, thì Hà Nội Thiên Thi cũng đã phải nhận 14 bàn thua. Không vào. Tấn Trường vừa phải trổ tài với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa hai đều. Một lần nữa chúng ta theo dõi lại cú đá phạt của Quang Tình và pha lắc đầu hiểm hóc, nhưng không thể đánh bại được Tấn Trường. Đó là Kessler. Kizito. Cú sút xa của Kizito. Cú đá bất ngờ của số 27 bên phía đội chủ nhà. Trong tình huống này thì Việt Nam đó đã được mở màn với quả penalty thành công. Và người đá quả penalty thành công là Abbas. Đánh đầu. Không vào, vẫn còn. Lưới của Sài Gòn FC đã bị rung lên. Tỷ số là 2-2. Bàn thắng tuyệt vời mang về những kết quả rất kịch tính trên sân Thống Nhất. Ta cùng theo dõi lại bàn thắng tuyệt vời này. Winchester đã lập công. Sức mạnh tuyệt vời của Winchester đã được thể hiện trong pha bóng này. Sự thay đổi người chính xác của huấn luyện viên Hữu Thắng